Hello, xin chào mấy bạn đã quay lại clip của mình. Bây giờ mình sẽ test con tia chớp đen anh tìm mày. Tia chớp đen anh tìm mày nha. Sau đó mình sẽ test con này nữa. Và con này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thử tốc độ. Tuy rằng sức mạnh độ tuyệt đối, nhưng mà set 15 đã quá đủ rồi. Dư giả rồi. Ui dù, tốc độ kìa. Bắn như cái máy vẫn là 230. Thấy chưa, mấy con ếch này là... mấy con ếch này nó đều sàng sàng nhau. Tầm 230. Nhạc đầu yếu. Bây giờ chúng ta sẽ xem tốc độ thông thường và tốc độ nitro. Nhiên liệu T mới 16. Chúng ta phải thử xem sức mạnh của nó như thế nào. Con này tầm 225. Rất là mạnh. Ôi trời đất ơi, 299. Mới có 16 thôi đấy nha. Mới có nhiên liệu 16 rồi đâu. Mới nhiên liệu 16 rồi 299. Có nghĩa con này mất tốc độ tầm 301. Đó, 297 tới 299. Mình muốn có con set 29 để test. Nhưng mà ạc này nó set 15 nên thôi lấy test luôn. Có test là được rồi. Bây giờ mình sẽ vào biên giới. Tô Ngộ Không. Không biết đồ nữ nhiều không ta? Ok, mất.
ta sẽ chiến biên giới nào? Ở cái đẹp tự nhiên thằng UFO mày chui vào đây làm chi vậy? Cái điện đó các bạn thấy chưa, tốc độ tuyệt đối, khởi động thôi nha, còn đu dọc đường biết là mình là do mình gà đó thôi. Cho mình lên cái đi. Đuôi dữ vậy. Ôi rất là mạnh. Không, bác bạn thấy không? Mình chạy beat tà le vậy mà cũng về 24. Con này quá lợi thế cái đoạn khởi động. Chạy bình thường thôi là bỏ xe xe khác rồi. Lúc này mình chạy hơi gà. Không, các bạn thấy không? Cái cua đầu tiên mình toàn cua trước bọn nó. Cái tốc độ xe quá nhanh. Quỷ. Rồi, thôi một ván nữa luôn đi. Xe này chạy ngon mà. Nghiện rồi.
xe chạy sướng quá đi. Ơ cái đẹp là map này. Ôi chơi luôn. Map gì cũng chơi hết. Đã quá đi. Mấy thằng quỷ không đua đứng chặn đường dữ xứ à. Rồi, clip mình đến đây. Clip mình đến đây là hết. Xin chào và tạm biệt mấy bạn.